100.000 người phụ nữ đã kiểm chứng, sản phẩm bán chạy toàn quốc, nhận được nhiều đánh giá tốt từ khách hàng. Eo thon, chân nhỏ, cánh tay gọn, vai gầy, đốt cháy lượng mỡ dư thừa, tạo nên đường cong hoàn mỹ. Ngồi lâu không vận động, ăn uống không điều độ, rối loạn bài tiết hay khi mang thai sinh nở đều sẽ làm cho mỡ tích tụ. Nếu không khống chế kịp thời sẽ dẫn đến hiện tượng béo cục bộ ở vùng eo, bụng, mông, mặt, chân hay béo toàn thân. Quý vị đừng lo lắng vì giờ đây đã có trà Tam Thanh. Trà Tam Thanh thừa kế văn hóa trà trị liệu của Đông y với những giá trị trị liệu tinh túy như thanh tràng, giải độc, giảm mỡ, khai thác các thành phần hoạt tính từ các nguyên liệu thực vật tự nhiên được nhập khẩu từ Đức, phối hợp cùng với các loại thảo dược Đông y có giá trị trị liệu cao, được thông qua quy trình sản xuất công nghệ cao chế thành trà túi lọc. Được chứng minh qua thử nghiệm enzyme lipase, hòa tan sẽ dung hòa và đào thải các lớp mỡ trong cơ thể và đường ruột ra ngoài cơ thể. Trà Tam Thanh được chiết xuất từ thảo dược Đông y, có thể nâng cao khả năng trao đổi chất béo trong cơ thể, giảm cân, thon dáng, cùng nói tạm biệt bụng mỡ, đùi thô. Một cốc trà Tam Thanh chạy bộ 20 phút, gập bụng 50 lần. Sản phẩm giảm cân tự nhiên nhất với nguyên liệu thực vật thuần tự nhiên. Nhanh chóng giảm béo, tôi mới uống có vài hộp. Giờ thì bạn nhìn xem, mỡ bụng của tôi không còn nữa. Đùi săn chắc hơn, cánh tay gọn hơn, có thể nhìn thấy rõ xương đòn gợi cảm. Bạn trai đi công tác trở về thì suýt nữa đã không nhận ra tôi. Tôi giới thiệu trà Tam Thanh cho các chị em, giờ họ đều đang uống, cảm thấy rất hiệu quả. Uống trà Tam Thanh sáng chuẩn hơn, càng quyến rũ hơn. Uống trà Tam Thanh ngày càng xinh đẹp. Uống trà Tam Thanh giảm cân, thải độc, chúng tôi đều uống trà Tam Thanh. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0466 828 206. 096 214 8800 để được tư vấn miễn phí, hoặc truy cập website www.thịnhchuong.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.